Kính thưa cộng đoàn, hôm nay để tỏ lòng ghi nhớ và tưởng lợi đến những công lao của quý chức đã tích cực đóng góp công sức vào sinh mạng của giáo xứ cũng như giáo hội, cha chánh xứ sẽ trao bằng tưởng lợi của đức tổng giám mục Du Xe và của cha chánh xứ nhằm tri ân đến quý chức nhiệm kỳ từ tháng 4 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Ông Du Xe và Văn Linh, phó nguyên phó chủ tịch giáo xứ, bà Maria Nguyễn Thị Hạnh, nguyên thủ quỹ giáo xứ, ông Phêrô Hoàng Công Đề, nguyên chủ tịch giáo hội giáng sinh, ông Phêrô Lương Đức Thuận, nguyên chủ phó giáo hội Ông Triệu, ông Mikael giờ đây tôi xin hỏi anh chị em, sư phụ đòi hỏi anh chị
luôn sống gương mẫu, lòng đạo đức, ứng xử khôn ngoan, biết yêu thương và chăm sóc mọi người trong địa bàn giáo xứ chúng ta. Vậy ông bà anh chị em có sẵn sàng không? Nhờ Chúa, chúng con xin hứa. Là cộng sự viên của cha đại sứ Vi Cha, anh chị em hãy luôn liên kết với ngài các ngài trong mọi việc. Khi phục vụ giáo xứ, ông bà anh chị em hãy biết đặt lời chung trên tương lợi, cùng đồng trách nhiệm xây dựng giáo xứ và mở mang nước Chúa. Ông bà anh chị em hãy giúp nhau vượt qua mọi bất đồng, mọi chia rẽ và luôn phát huy tình đoàn kết vinh đệ của Chúa Kitô để mọi người nhận biết anh chị em là môn đệ của Chúa và chúc tụng Thiên Chúa là Cha chúng ta. Vâng, ông bà anh chị em có sẵn sàng không? Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng ban phát mọi chức vụ và quyền bình, xin đổ trèo Thánh Thần Chúa trên các ngôi tớ Chúa đây. Như xưa Chúa đã ban cho những người tiêu biểu mai sen, xin Chúa ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu để họ biết những việc phải làm và làm cách đẹp, làm đẹp lòng Chúa. Xin ban cho họ sức mạnh và ý chí kiên nhẫn để họ bền tâm bước thắng mọi khó khăn trở ngại và thực thi bằng đường những công tác họ đánh nhận. Xin cho họ biết yêu mến công việc nhà Chúa, nhưng cũng biết làm vui lòng những người xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp nhận những người anh chị em này vào số các môn đệ của Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin, đức cậy và đức mến của họ, biến họ trở nên những chiến sĩ nhiệt thành để mở mang nước Chúa và đem ơn cứu độ cho mọi người. Chưa xong và hiệp chi muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu là Chúa chiến và tập đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Phú tiếp nhận.
và phát triển giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến hơn với tinh thần yêu thương và hiệp nhất cùng một đức khí cầu. Thank you.
xin lại công đoàn chúng ta cho một